Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ khôi phục những cây hoa hồng của khách sau những cái tháng ngày mùa hè nắng nóng và cây thì rất là xấu. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn qua cái video này. Mình đi chăm sóc vườn ấy, thì cũng chia sẻ với tất cả các bạn nếu như các bạn cũng đang gặp những cái tình trạng cây xấu, và mình sẽ tư vấn cho các bạn những cái cách làm sao để tối ưu hóa để các bạn có thể khôi phục cái cây hoa hồng trước khi cái mùa đông và mùa Tết sắp tới. Và các bạn xem video thì cũng đừng quên đăng ký để xem nhiều video mới nhất. Những cái dụng cụ mình mang theo thì một ít phân gà Nhật, phân gà nén. Cái phân gà nén nó rất là tiện lợi, đi bón đâu cũng được. Và một ít nước chế phẩm và thuốc nấm, rồi thì thuốc trừ bọ trĩ, nhện đỏ. Thì trước tiên thì mình sẽ kiểm qua cái tình trạng của cây. Đây là cây đào cổ. Nó đã rất là sơ xác và nó chỉ còn lơ thơ vài cái lá, nó rất là yếu. Còn lại là những cái cây mà trước đây mình trồng thì hiện tại thì những cái cây này cũng rất là kinh khủng. Cái hiện trạng của nó quá là kinh khủng, nó có thể chết bất cứ lúc nào. Như cái cây Juliet đây thì mình cũng không còn nhận ra cái cây Juliet nữa, mà nó bị bệnh vảy nến. Vảy nến cực kỳ nặng. Và những cái cây này thì có lẽ chỉ trong vòng khoảng một tháng nữa, có lẽ là nó chết hết tận gốc luôn, nó không còn gì để có thể tạo cái sức mạnh để cho nó phát triển được nữa. Cái bệnh diệp sáp này rất là nguy hiểm, và hiện tại thì cây vẫn có nụ và vẫn có hoa. Còn lại những cái cây khác, ví dụ như cây chiro của Sapa ở đây, thì mình cũng có theo dõi xem bệnh thì nó cũng không có bọ trĩ hay nhện đỏ, mà chỉ là nó thưa lá bởi vì thiếu chất và do thời tiết nắng nóng chăm không được tốt nên là nó cũng kém. Và đây là cây hồng leo Spirit of Freedom. Cây phát triển rất là cao, nhưng mà mình cảm thấy như trồng ở chỗ này không được hợp lý lắm, bởi vì xung quanh đã cho những cái cây mướp và những cái cây xung quanh nó che hết cái bóng nắng rồi, thì nó cũng nhiều bệnh tật, nó lây truyền từ những cái cây hoa quả và những cái cây mướp này, nhất là cái dàn mướp này nó rất là nguy hiểm. Dàn mướp nó rất là nhiều những cái sâu, rồi thì cái dẹp sáp rất là nhiều, những con ở bên cây này nó sẽ chuyển sang bệnh sang. Còn lại đây là một cây quế son, đây là một cây Juliet thứ hai. Và nếu như các bạn nào ở cái thời điểm này các bạn vẫn còn trồng những cây hoa 10 giờ ở dưới chậu hoa như thế này, thì mình khuyên tất cả các bạn nên bỏ ngay hôm nay. Bởi vì hoa 10 giờ nó hút rất là nhiều chất dinh dưỡng của đất, và nếu các bạn trồng ở trên mặt chậu như thế này thì nó sẽ bao nhiêu chất dinh dưỡng các bạn bón thì nó sẽ hút hết. Và ở cái thời điểm này thì thực sự là hoa 10 giờ nó còn không còn nở đẹp nữa. Sắp tới về mùa đông thì hoa 10 giờ nó sẽ không còn có hoa nữa. Nên là ở cái thời điểm này thì mình khuyên tất cả các bạn, nếu như trồng hoa 10 giờ, hoa sam và những cái loại hoa trang trí ở trên chậu cây hoa hồng, thì các bạn nên bỏ hết đi để các bạn khôi phục lại những cái cây hoa hồng. Về mùa hè thì các bạn có thể trồng những cây hoa 10 giờ vào phía mặt chậu này, nó cũng có cái tác dụng rất là tốt, nó che phủ cái mặt chậu để giúp chống bay hơi nước, và nó cũng tạo thêm những cái màu sắc đẹp về mùa hè. Và sắp tới thì mùa đông hoa 10 giờ nó còn không ra hoa nữa cơ. Nên là các bạn lưu ý và các bạn bỏ ngay hôm nay những cái cây mà trang trí trên mặt chậu hoa hồng, các bạn bỏ hết luôn nhé. Và những cái cây hoa hồng ấy thì ví dụ như những cái cây ở đây mình quay các bạn thì nó đã bị bệnh, và hoa thì vẫn có và nụ thì vẫn có, nhưng mà cái nụ nó thì rất là bé và cây thì nó gần như không lên được mầm mới, bởi vì là cây ra được hút được chất dinh dưỡng nào, hút được tí chất nào thì những cái con kia nó cũng hút hết, nó trích hết rồi. Và những cái cây như thế này tốt nhất là không được để hoa và không được để nụ. Thì cây nó đang ôm yếu thì các bạn không nên để cho nó gánh thêm những cái nụ cái hoa làm gì cả. Các bạn cắt hết đi để nó có thể dưỡng lại cái bộ rễ và dưỡng lại cái thân, và nó có sức có lực để nó chống lại những cái căn bệnh kia. Thì những cái hoa 10 giờ này thì các bạn bỏ đi, và mình sẽ tiến hành là cắt tỉa, sau đó thì bón phân, và mình sẽ dùng thuốc để xịt cho những cái cây này và phun phòng thuốc nấm,
và bọ trĩ. Tuy nó không có nhưng mình vẫn sẽ phải phun. Và cái cây Juliet này thì bệnh dẹp sáp thì cái vườn này nó không có nhiều, chỉ có mỗi một cây này bị bệnh dẹp sáp thôi. Nên là mình không sử dụng thuốc mà mình sẽ sử dụng bằng cái phương pháp thủ công mà mình đã nói với các bạn rất là nhiều trong cái video trước đó rồi. Thì các bạn nào chưa biết thì các bạn có thể vào kênh của mình và xem lại những cái video mình hướng dẫn trị cái bệnh dẹp sáp này. Hoa thì rất là xấu, Juliet rất là xấu. Và để bắt tay vào việc chữa trị cây như thế nào thì trước tiên là xin mời tất cả các bạn cùng ngắm qua những cái tư liệu mà mình đã quay. Và đây là những cái hình ảnh, những cái video mà mình đã quay được cách đây khoảng tháng 4 đầu năm vừa rồi, đầu năm 2019 ấy, thì mình đã mang những cây này đến trồng cho khách. Thì như các bạn đang xem ấy, thì tất cả cây nó đều rất là sai hoa, lá và tán nó rất là to, hoa thì lại rất là đẹp. Những cái cây, ví dụ như cây Quế Son và cây Chiro cổ Sapa, nó rất là nhiều hoa và form hoa nó cũng rất là đẹp. Hiện tại thì cây Chiro cổ Sapa tán ở cây trồng ở chậu thì nó đã rất là to. Các bạn chú ý nhé, các bạn để cái chậu và cái sân thì các bạn là sẽ biết là những cái cây lúc mình trồng nó to mà nó đẹp như thế nào. Và cây Quế Son thì rất là sai hoa, các bạn nhìn có thích không ạ? Cây cổ Sapa cũng vậy. Thế còn lại là những cái cây khác, ví dụ như là Pát Đi Úc thì bây giờ hoa nó cũng không còn nữa, và bây giờ chỉ còn cây thôi, mình sẽ phục hồi lại. Còn đây là cây Juliet, mình cũng đã trồng cho chị đúng cùng một ngày. Thì hoa lúc đó thì rất là đẹp, nó một cái chậu nhỏ. Và lúc nãy các bạn xem cái hiện trạng của cây thì biết ấy, cây nó rất là xấu và nó bị bệnh dẹp sáp. Còn đây là cây hồng leo Spirit of Eden. Lúc đó thì cây nó rất là nhỏ, nhưng hiện nay thì đã chuyển sang một cái khung trụ mới cao 1m8. Và nó rất tán, nó cũng rất là to thôi. Nhưng lúc mình mới trồng, mình mang về cho chị thì các bạn đang xem đây là cái hình ảnh mà lúc mới bắt đầu chuyển từ vườn mình đến vườn của chị trồng. Hoa rất là đẹp, form cánh rất là đẹp, và đặc điểm của loại này thì cực kỳ thơm. Và bắt đầu vào cái mùa đông này thì form hoa của Spirit of Eden này rất là đẹp. Đây là những cái hình ảnh mà mình đã quay vào hồi tháng 4 năm 2019 vừa qua. Và tiếp tục quay trở lại với công việc ấy, thì mình sẽ bỏ hết hoa 10 giờ. Và các bạn lưu ý là khi các bạn chăm sóc và phun thuốc ấy, thì các bạn cố gắng là kéo tất cả các chậu gần sát vào với nhau. Thì khi các bạn chăm sóc nó cũng dễ hơn, và nó các bạn phun thuốc thì nó sẽ tiêu diệt bệnh được hiệu quả hơn. Và các bạn phun thì nó cũng hạn chế mất những cái thuốc của các bạn phải sử dụng. Đấy, thì các bạn như mình đây, mình sẽ cắt hết, mình sẽ không để một cái hoa nào, mà mình cũng sẽ không để một cái nụ nào cả. Mình sẽ cắt toàn bộ cành, những cái cành tăm và những cái cành mà nó bị khô qua cái thời gian mà để cây. Đây là cây Quế Son. Quế Son thì bây giờ tán nó đã thưa, nó đã gần như là hết mất tán rồi. Còn cây Juliet thì bệnh tật. Bên cạnh là cây Pát Đi Úc, nó cũng không còn hoa nữa. Và tán thì nó rất là xấu, nhưng mà hy vọng là với sự chăm sóc và sử dụng thuốc thì một thời gian tới thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái những cái cây này mà mình sẽ khôi phục nó như thế nào. Sau khi cắt tỉa và mình cũng kiểm tra qua cái chất lượng đất, thì cái chất lượng đất nó, cái lúc ban đầu mình trộn giá thể nó cũng rất là tốt, và đất thì nó cũng khá là tơi xốp. Mình cũng có thể là không cần phải thay đất mà mình cũng có thể xới lên một chút thôi, cũng không phải xới nhiều. Mình thấy đất nó cũng khá là mềm. Và như thế này thì mình chỉ cần xới nhẹ và sau đó thì mình sẽ bón bổ sung. Thì cái phân gà nén hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều cái loại phân, từ phân Diaminic rồi thì phân gà Nhật vân vân, có rất nhiều. Thì ở đây mình sử dụng cái phân gà nén, phân gà Nhật này, nó rất là tiện dụng. Và khi mà bón thì nó cũng rất là tơi xốp, và nó cũng có rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cho cây nó phát triển, cũng rất là ok. Mình xin nhắc với các bạn là nếu như các bạn sử dụng cái loại phân phân gà nén, phân dạng nén như thế này các bạn nhé, thì các bạn lưu ý là các bạn không nên bón luôn như mình thế này. Nhưng tại sao mình bón luôn? Bởi vì thời tiết ở hôm nay nó đang có mưa nên là mình sẽ không ngâm. Còn
Nếu như các bạn sử dụng cái phân Daminic hoặc phân gà Nhật, phân gà nén, các loại phân nén thì tốt nhất là các bạn nên ngâm vào trong nước, ngâm ít nhất là từ 30 đến 40 phút. Và sau đó thì các bạn có thể sử dụng cái nước và sử dụng cái phân nó đã nở ra, các bạn bón trực tiếp lên trên gốc thì nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà cái ngày hôm nay thì mình đang bón, cái lúc mình đang bón đây thì nó đang bắt đầu đổ mưa, nên là mình sẽ không sử dụng ngâm nữa, mà lợi dụng vào cái thời tiết mưa thì nó sẽ, vào ngày mai nó sẽ nở bung ra, sau đó là sẽ rất là ok rồi. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng cái chế phẩm. Chế phẩm ở đây thì nó rất là tốt, nó khôi phục cái bộ rễ, rồi thì nó bổ sung cải tạo đất và nó tăng cái sức đề kháng để cho cây có thể chống chịu những cái bệnh. Và cái điều quan trọng nhất của loại chế phẩm này, nó rất là tốt, nó dùng để kích thích những cái bộ rễ, những cái rễ tơ, mà những cái rễ tơ là những cái quan trọng nhất để giúp cây có thể hút được những cái chất dinh dưỡng. Và cái chế phẩm này thì nó cũng không có mùi nào mà nó nặng quá. Ví dụ như cái loại phân mà các bạn tự chế, các bạn tự làm ấy, thì nó mùi nó rất là nặng, rất là, nếu mà sử dụng, nếu mà gần nhà thì nó cũng khá là bất tiện. Còn những cái loại chế phẩm này khi người ta sản xuất ấy, thì người ta đã khử được cái mùi bớt đi, và nó vẫn có mùi nhưng nó sẽ không nặng quá, nên là các bạn sử dụng các bạn rất là yên tâm. Và cái loại này thì đối với những cái cây mà đang trong cái tình trạng ốm yếu, sống dở chết dở này thì nó rất là tốt. Và nếu như các bạn nào đang gặp cái tình trạng này thì các bạn có thể nhắn tin cho mình và mình sẽ tư vấn cho thêm cho các bạn. Và lẽ ra thì mình sẽ phun thuốc nấm, rồi phun thuốc bỏ trĩ để phun phòng cho những cái cây hoa hồng này. Nhưng mà do cái thời tiết nó không cho phép, thời tiết mưa như này thì tốt nhất là không nên phun bất cứ loại thuốc nào, bởi vì sau khi phun thì nước mưa sẽ rửa trôi hết, nên là mình sẽ không phun. Và đối với những cái cây, ví dụ như cây julep, và mình vừa mới quay lúc đầu cho các bạn xem ấy, nó đang ở cái tình trạng là bị bệnh diệp sáp. Thì bệnh diệp sáp ở cái với một cái sân, với một cái khu vườn nhỏ này, nó chỉ có khoảng dưới 10 chậu thôi. Và cái cây bị diệp sáp hiện tại thì nó không có ảnh hưởng đến nhiều cây khác, nên là mình sẽ sử dụng cái thủ công. Như nhiều cái video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn việc để xử lý cái bệnh diệp sáp ấy. Thì đối với những cái vườn lớn thì người ta sẽ phải sử dụng thuốc, và cái bệnh diệp sáp này thì sẽ rất là khó chữa, kể cả việc cái sử dụng thuốc ấy. Còn đối với cái khu vườn nhỏ như thế này, và nếu như các bạn cũng ở một cái khu vườn nhỏ mà đối với những cái đối tượng mà bị bệnh diệp sáp, những cái cây bị diệp sáp nó không nhiều, thì các bạn có thể cắt tỉa tán bớt đi để hạn chế những cái cành mà nó bị bệnh, sau đó các bạn để ra xa, sau đó các bạn sử dụng một cái bàn chải hình răng, các bạn pha nước rửa bát Sun Life hoặc nước rửa bát gì cũng được, nhưng mà chủ yếu nó tạo cái độ mà bôi trơn. Và các bạn sẽ sử dụng bàn chải, các bạn trà dọc cái thân này, chỗ nào có cái diệp sáp này thì các bạn cứ trà hết, thì sử dụng xà phòng thì nó sẽ đánh trôi hết những cái con diệp sáp này, thì nó sẽ khỏi, không có vấn đề gì cả. Và tiếp theo thì mình sẽ xử lý tới cái cây hồng leo Spirit of Eden. Thì cái cây Spirit này nó leo và nó bây giờ nó đã xòe rất là lung tung rồi, còn những cái tay mướp nó cũng đã bám vào. Hoa về mùa này cũng rất là đẹp, nhưng do cây không được chăm sóc và không bón phân, rồi thì cây bị những cây hoa 10 giờ nó hút hết chất dinh dưỡng. Nên là trước tiên mình sẽ uốn lại cây. Và vấn đề của cái cây leo Spirit of Eden ấy, thì nếu như ở một cái không gian hoặc các bạn có cái khung vòm leo, còn đây là khung trụ, thì đối với những khung vòm thì các bạn có thể để cho nó leo lên cao và các bạn uốn theo vòm thì nó tán nó sẽ rất là đẹp. Nhưng còn đối với cái sân rất là nhỏ và chi chủ thì không có khung vòm, nên đã được sử dụng cái khung trụ như thế này. Và khung trụ thì mình phải uốn cong. Như cái cây Spirit này thì nó cành nó rất là già và nó vươn quá cao, nên mình uốn nó hơi bị khó. Còn đối với tất cả các bạn, nếu sử dụng cái khung trụ này thì các bạn nên uốn ngay từ lúc bắt đầu nó mới bật mầm ra. Và khung trụ ấy thì các bạn cứ uốn vòng theo khung trụ thì nó vẫn sẽ tạo được một cái cây hồng leo cực kỳ đẹp.
Nếu như các bạn để nó vươn cao ấy thì nó phá hết những cái khung, những cái tán, những cái form của cái khung, nó sẽ không còn đẹp nữa. Và hiện tại cái cây, cái chậu Spirit này thì lại để cạnh một cái dàn mướp. Thì cái dàn mướp này nó rất là nhiều bệnh, nó từ bệnh sâu rồi bệnh dẹp, bệnh sâu xanh. Bệnh những cái con dẹp ấy nó bám rất là nhiều, rồi những con bọ xít nó bám để nó hút nhựa từ cái cây mướp này, nó rất là nhiều những căn bệnh. Và mướp thì gần như là không ít, rất ít những cái gia đình mà họ phun, bởi vì là mướp để ăn quả nên là họ, hộ gia đình gần như chẳng ai phun cả, nên nó lại càng nhiều bệnh. Và nếu như những cái cây này để sát những cái khu vườn rau hoặc những cái khung dàn mướp như này thì rất là nguy hiểm. Và nếu như bạn nào cũng trồng cây và trồng hoa hồng ấy thì mình khuyên tất cả các bạn tốt nhất không nên trồng cạnh khu vực vườn rau và những khu vực có những cái cây sảnh, cây cảnh, ví dụ như cây xanh, cây si, cây xanh, cây si, cây sung, nó có rất là nhiều những cái con bọ trĩ và nó có thể lây lan sang hoa hồng. Và lúc đó thì hoa hồng khi mà bị bệnh thì nó rất là xấu và các bạn cứ phải chữa trị thì rất là mệt mỏi. Thì cái cây leo Spirit of Eden này thì mình sẽ uốn bắt lại để cho nó tạo thêm một cái dáng của cây hoa hồng leo, một cái khung trụ leo. Thì hy vọng là sau cái thời gian mình bón phân và phục hồi cho cây thì khu vườn sẽ bắt đầu lại hồi phục. Và nếu như các bạn nào cũng đang gặp cái tình trạng tương tự thì các bạn có thể inbox mình hoặc bình luận ở ngay phía dưới video để mình có thể tư vấn thêm cho các bạn. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng là tất cả những cái video chia sẻ ngày hôm nay, nếu như bạn nào xem từ đầu đến cuối thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ rút cho mình những cái kinh nghiệm. Và khi ở cái thời điểm này là cái thời điểm quyết định để sắp tới, để còn một vài tháng nữa là các bạn phải chuẩn bị cái lứa hoa để cho cái gì lứa Tết sắp tới. Và nếu như cái thời điểm này các bạn không khôi phục thì đến sát Tết các bạn khôi phục thì nó sẽ không còn kịp nữa. Mặc dù nếu như các bạn làm tốt thì nó vẫn sẽ có hoa, nhưng mà cây thì sẽ rất là xấu, nó không có đầy đủ cái tán, cái cành, lá và form hoa thì chắc chắn là nó cũng không thể nào mà đẹp được. Nên là hy vọng là qua cái video này thì mình sẽ giúp ích cho một số bạn. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở một cái video sắp tới. Và các bạn xem video ấy thì cũng đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.